Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Gấu Game TV. Ta-da. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi nhân vật bartender nha mọi người. Và hiện tại mình đang mặc cái bộ trang phục S Limit của bartender. Bộ trang phục này còn có tên gọi là rượu phán quyết. Do thời gian có hạn cho nên mình không có vô review cái màn trình diễn được. Thì hiện tại mình cũng mang luôn cái phụ kiện A bướm say của bartender nha mọi người. Và giờ mình sẽ vô chơi cho các bạn cùng xem. Hiện tại thì mình đang ở cái map bệnh viện Thánh Tâm nha cả nhà ơi. Mới vô là mình pha rượu mình uống trước nè. Uống trước đi đã tính sau. Bây giờ mình tới á, mình phá luôn cái cây ở đây nha. À trận này mình mang 69 nha cả nhà. Tới rồi. À, bình tĩnh, bình tĩnh. À, lúc này các bạn cứ bình tĩnh nha. Mới đầu trận là không sao hết. Đừng có đập bạn. Đừng có đập ván. Đó. Hụt. Cứ đi vòng vòng chơi vậy thôi. Kệ nó. Hụt. Đó, cứ đi vòng vòng quán như mình vậy nè. Wow. Nguyên cục lửa. Áo. Ui, trời ơi. Sai quá, sai quá. Hay đó lẽ ra mình chạy luôn mới đúng. À, bây giờ mình sẽ bảo toàn tính mạng mình cái lúc này. Cố lên, cố lên. Ơ, à, đừng có bị gục nha. Ow! Oh my god. Còn chút xíu nữa thôi là hồi máu rồi, trời ơi. Xíu xíu nữa thôi. Lỗi quá, lỗi. Hai lỗi từ nãy giờ. À, mà không sao đâu, tí hồi mình sẽ chuộc lỗi. Trận này mình mang 69 cũng bựa lắm. Hình như là bạn chủ tế qua cứu mình hả gì á. Nhóc rìu cũng khó cứu lắm á các bạn, dễ bị tẹt rô lắm á. Cẩn thận nha bạn ơi. Dính lửa rồi, dính lửa rồi. Ơ, à, đánh ghế. Ui, thanh niên đánh ghế. Ui. Oh, sorry, sorry. Trời ơi, mình xin lỗi bạn nữ chủ tế nhiều lắm. Trời, phe đó các bạn đừng có làm giống mình nha. Cái đó cũng là một cái lỗi nữa đó. Ui, khi cứu xong mà có bạn đi cover đằng sau thì các bạn đừng bao giờ đập ván nha. Bị ăn chửi đó. Trời ơi, vô tình mình hại bạn chủ tế rồi. Tội bạn quá à. Đó, các bạn thấy chưa, một cái lỗi rất là lớn luôn. Cho nên các bạn tránh nha. Ủa, không cam ghế hả? Lên đây luôn. Trời ơi. Lên rồi, lên rồi. Ui, lên tìm mình luôn kìa. Ôi, không cam ghế, lên tìm tôi. Vừa, vừa. Đụng ai cũng vính nè. Ừ, tôi ở đây, tôi hả, pha rượu, tôi uống rượu đó là làm gì được tôi. Thật là khiếp. À, trận này mang 69 nó hơi bưa bưa một tí xíu. Thôi bây giờ mình sẽ đi về cái máy cũ mình sửa. Ủa? Sao tụ tập đông vui vậy? Gì đấy? Trời 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 trời. Con này. À, vừa lắm. Trời, tôi vừa bằng một lùm lòng hải dạ tôi lắm. Vừa lòng nha, chứ không phải vừa lờ lờ gì đâu nghe các bạn. Oh, trời ơi. Sorry. Vô tình đập thêm cái ván nữa. Ngon lên đây. Đang xỉn nè, chấp hết á. Trời 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 trời. Cái đông vui quá vậy. Trời, chạy, trời ơi, chạy đi giải tán. Trời ơi, giải tán đám đông. Trời ơi, lùa như lùa vịt á. Rồi còn hơn bệnh Covid nữa mọi người. Thôi giải tán nha. Trời ơi, nhà ai nấy về đi, đường ai nấy đi đi. Đầy máu hết trơn rồi, có mình bạn thợ vườn bị gục à. Hình như là bạn nào giấy vào mình là đều bị kiểu như là không bị tàn tật thì cũng bị này bị kia vậy đó. À, bây giờ mình đi tìm cái máy nào mình sửa đã.
Rồi hồi nãy bạn chủ té thì hãy đi cứu mình, cái xong bị mình hại gục, bạn thợ vườn hiêu cho mình bị Hunter đánh gục. Trời ơi, tổ chức hội chợ đông vui quá. Bây giờ là cái máy bên mình là sắp xong rồi nè, đang tăng tốc giải mã. Máy mình xong là còn hai máy, không biết bạn đào vàng cứu được không nữa. Xong rồi nè, xong rồi nè, cẩn thận bạn ơi. Ý trời đất ơi, gục rồi, gục rồi. Ui, mình phải đi qua bên đó gấp 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 gấp. Mình mang 69 cho nên nó hả là mình có nhánh 6 để mình qua mình cứu. Coi tôi nè, coi tôi nè, tôi chuộc lỗi nè, tôi gánh tim nè. Hello. Đánh ghế, trời ơi, đánh ghế cover nè. Trời ơi, cover đi xếp hàng nữa. Cover y như là hả đi đội á. Thôi giải tán, qua đây sửa cái máy này luôn. Cover mình phải đi cover theo bầy đàn nữa mới chịu các bạn. Đi xếp hàng ba, trời ơi. Quá dữ quá dữ. À, bể bóng kìa, bạn thơ vương đỡ đường đam nữa kìa, dí da dữ ha. Giờ là còn hai máy, máy mình còn không biết máy kia có ai giải chưa nữa. Rồi, có bạn đào vàng đang giải cái máy bên kia rồi. Rồi mình sẽ cố gắng để tập trung giải mã. Ủa, đổi mục tiêu qua bạn chủ tế đó kìa, trời Hunter loạn quá vậy. Trời ơi, kiểu như đây là nông trại của ổng vậy đó, đụng ai cũng quýnh. Bạn thợ vườn đâu rồi không biết nữa, không biết bả lưu lạc ở đâu rồi á. Bây giờ là tranh thủ giải. À, kia 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 kia, rồi tới đây bạn ơi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Rồi 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 rồi, hiu gì nữa. Rồi bà đi ra bà kia bà chờ riêng máy đi. Bây giờ để kích hoạt mã hóa thôi nè. Riêng nè. Ai vậy? Bạn đào vàng. À, tụ tập đông đủ rồi. Tụ tập đông đủ rồi thì mình đã tới, mình cỡ cái cây. Hunter có tới thì mình chạy. À, xong cổng rồi kìa các bạn. Rồi, bỏ mạng. Có một người đã hy sinh vì đất nước. Một lạy tặng cho bạn, hai lạy dành cho bạn, ba lạy tớ đi đây. Tớ sẽ đi nha. Bye bye. Trận này thì team mình cũng đã thắng rồi. Trời ơi. Và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa. Các bạn đừng có chuyển kênh nha. Trận này mình ở map xưởng vũ khí nha cả nhà. Và trận này mình ở trong một cái trận đấu ranh nha. À, và cái chỗ này thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Cứ vô tới là có cái máy liền luôn. À, bị giành máy rồi. Giành thì thôi. Ủa, tim kìa. Tim đâu vậy? Hướng nào, hướng nào? Ôi, oh, no, 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 no. Bình tĩnh. À, đừng đập ván nha các bạn. Từ từ hả, đập nha. Nè. Đó, cho vừa Hunter còn đã bị lừa. Một cú lừa. Lừa thì ăn ba lét đi. Ui, cắm mắt luôn kìa. Ôi, má ơi. Ú tim xỉu. Trời ơi. Ui, hụt 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 má ơi. Áo, chỉ khu cai, chỉ khu cai. Trời, phe đó mình đập ván hụt.
À, cứu cứu của bạn tiên tri nè. Ờ à, thôi, vậy mình lái qua chỗ khác luôn. Đừng có vô cái nhà lớn đó nha. Cái nhà lớn đó là bạn tiên tri đang giải mã ở trong đó đó bạn. Vô đó cài cũng tốt lắm, nhưng mà bất công bạn tiên tri bị hại lắm. Ủa bỏ mình luôn rồi kìa. Ủa bỏ đi rồi à? Với bạn tiên tri hả? À đâu đâu, còn. Ui sao dai quá vậy, vẫn còn dí tôi nè, vẫn còn dí mình nè các bạn ơi. Chạy chạy chạy. À trận này mình mang 39 nha các bạn. Ồ. Két 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 két. Bé ơi kìa gốc cây. Né. Các bạn né vô mấy góc tường á. Oh no. Ui xong rồi. Bẻ lái liền. Pha đó mình không thể nào nhảy cửa sổ được. Mình nhảy cửa sổ hả là bị tẹt rô liền á. Ui chơi bọc, bọc đầu luôn kìa. Trời bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Lại con mắt. Uống rượu. Uống rượu đổi coca nha các bạn. Pha này các bạn cứ bình tĩnh thôi. 7, chết cha cái 7. Ôi đừng 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 đừng. Đừng nha. Thôi phe này là chịu chói rồi. Chạy không kịp rồi. Thôi bu xui. À bây giờ chỉ là vùng vẫy thôi. Phe đó là mình chạy hết nổi rồi. Phe đó là đặt cái bẫy chặn đường rồi. Còn đi theo dí sát đít quá. Không có cái bẫy là mình còn cai tiếp được nữa. Hồi nãy mình tưởng là hắn ta bỏ rồi nên mình không có uống, không có pha rượu. Chứ không là mình có rượu mình cai tiếp rồi. Ủa cái gì kia? Bạn thuyền phó ơi, cẩn thận bạn ơi. Ao. Ơ, không chạy được, không chạy được. Pha đó chịu rồi. Đánh trúng mình luôn. Thôi, đứng đây chờ chết thôi. Ủa còn một máy à kìa. À, mới đây mà còn một máy à. Thôi nè, làm gì đó, làm gì đó, làm tôi đi, làm luôn đi. Nằm một đống rồi đó. Trời mới đây mình cai 4 máy rồi các bạn. Ui bạn ca bồi không có biết quay tay luôn kìa. Dở rồi. Đã kích hoạt mấy mã hóa luôn kìa. Trời ơi tôi cai gần 5 máy rồi, 5 máy luôn rồi á. Giờ chờ rim nữa thôi. Đừng tẹt rô nghe. Ao. Ờ trời chạy chạy. Ui đi máy rồi. Ờ trời ơi. Lúc này là loạn hết cả lên đó, bây giờ chỉ có giữ chân cho các bạn thôi. Cố lên cố lên. Ờ trời ơi. Bé ơi tôi vừa né cái pha gì vậy trời. Móc ngay sau ót luôn á. Né vô mấy góc tường các bạn. Ờ thôi không kịp rồi, pha đó không kịp rồi. Pha đó mình tính né vào góc tường mà kéo nhanh quá. À, trận này mình cũng thắng luôn rồi. Mình cũng bỏ mạng ở đây luôn. Và team mình thì win 3. Thì trận đấu ranh mà như vậy là quá ok rồi. Thôi tôi đi đây. Trời ơi các bạn hãy tưởng nhớ tôi nha. Trời ơi bỏ mạng rồi. Bye bye mọi người. À, và trận này team mình cũng đã giành được chiến thắng. Và trận ranh của mình cũng đã quá ổn định luôn. 12 điểm luôn. Và mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nhé. Chào tạm biệt mọi người.